Hello, chào tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh YouTube Chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một lô sản phẩm mà Nhật vừa mới vào hàng thôi anh em ạ. Lô sản phẩm này sẽ bao gồm tất cả đều là âm ly nha anh em. Và đây đều là những cái dòng mà phải nói là hiếm, độc và lạ. Đây mời anh em cùng xem. Và đặc biệt thì những dòng sản phẩm này thì nó sẽ có mức giá mà nó cực kỳ là rẻ luôn anh em ạ. Đầu tiên là một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu là của Vivanco nha anh em. Con này sẽ có tên model là 4600. Con này nó sẽ có một cái thiết kế là omni đài nha anh em. Đây là một dòng tương đối cổ nha mà. Anh em đây. Đây, cái vỏ nó là vỏ gỗ nha anh em. Rất là sang trọng anh em ạ, rất là cổ kính luôn. Và con này Nhật sẽ để lại cho anh em ở mức giá vẫn là cực kỳ dễ chịu anh em, 3.900.000 đồng. Còn bên dưới là âm ly Bellmaster 1000. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà đời đầu của Bellmaster nha anh em. Bellmaster là một dòng sản phẩm mà đến từ thị trường của Đan Mạch nhưng mà cực kỳ được nhiều anh em mà yêu thích hàng châu Âu ưa chuộng. Đây anh em thấy là thiết kế của nó thì phải nói là rất là cổ. Nên những cái nút chức năng của nó thì phải nói là rất là đơn giản anh em ạ. Bass, chép và ba lăng nha anh em. Volume. Đây, đây cầm đời đầu nha anh em. Giá của sản phẩm là 3.900.000 đồng. Còn bên đây là Bellmaster. Con này là model là 1100 nha anh em. Đây là một trong những dòng sản phẩm đời đầu nha anh em ạ. Của thương hiệu là B&O của Đan Mạch nha anh em. Giá này là 3.500.000 đồng. Còn bên dưới là hai sản phẩm âm ly đến từ nội địa Nhật Bản anh em ạ. Con này là đến từ thương hiệu của Đề Nông. Và con này là dòng 880R nha anh em. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà ở phân khúc giá rẻ thôi anh em ạ. Và đây là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là lâu lắm rồi những cái vờ hàng của anh em. Những dòng sản phẩm mà có tầm giá mà con này thì giá có 3.1 triệu thôi anh em ạ. Vừa rẻ vừa hay, anh em nào mà yêu thích đời nông thì anh em cũng biết những dòng ở đời nông thì cho bass thì phải nói là cực kỳ chắc, cực kỳ lực để mà anh em có thể mà chơi những cái bản nhạc mà mạnh thì cái này chơi rất là tốt anh em ạ. Cái này về hình thức còn mà nó là siêu mới nha anh em. Ở bên dưới là âm ly là của piano anh em ạ. Và dòng này là A900. Anh em đã biết thì dòng này còn có những cái dòng đời trước 700 và 500. Còn đời 900 là dòng đời cuối rồi anh em ạ. Mà giá con này chỉ mới là 8 triệu đồng thôi anh em ạ. Con này công suất đến tận là 350W thôi anh em. Mặt phay nhôm màu trắng nhìn rất là đẹp anh em ạ. Anh em yêu thích dòng sản phẩm Pioneer thì anh em đã biết tích âm của nó thì nó sẽ đi về chép nhiều. Và đây là toàn bộ mà sản phẩm mà mang Nhật giới thiệu với anh em. Nếu anh em muốn mua anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây Nhật xin phép báo giá là từ đầu. Đây ba sản phẩm âm ly cổ này thì hai con ở trên thì sẽ có giá là 3.900.000 đồng. Còn con này thì sẽ có giá là 3.500.000. Còn con đời đông là con rẻ nhất từ video hai Nhật mang đến cho anh em giá là 3.100.000 đồng. Còn bên dưới là Pioneer là con đắt nhất trong video hai Nhật mang đến cho anh em giá là 8 triệu đồng. Rồi ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hẹn gặp lại tất cả các anh em vào những video sau.